Hello, xin chào anh em, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đến với vlog tiếp theo của chúng cháu mình nha. Đấy anh em ơi, trong ngày hôm qua thì là bọn mình với Hưng và mọi người đấy làm cũng rất là muộn trong buổi tối. Tối rồi mà vẫn chưa xong được những chi tiết còn lại của cái mặt ca lăng của chiếc xe Mustang nha anh em nhé. Đấy thì trong ngày hôm nay bọn mình sẽ tiếp tục hoàn thiện những chi tiết còn lại, bởi vì những cái chi tiết mặt ca lăng của nó rất là khó luôn, nhiều cái những chi tiết bên nó còn phải dán ngược bên trên đấy, và cả những cái gọi là phần bên trên và bên dưới và những cái hốc đấy, thì những cái chi tiết mình toàn bộ tháo rời ra bên ngoài hết, thì mình không thể nào mà làm được cho nó một phát xong ngay được, bởi vì mình làm nhựa mà, nếu chờ nó khô. Chờ khô ấy, thời gian làm khô thì nó cũng phải mất một khoảng thời gian nhất định nó mới khô được. Đấy thì trong ngày hôm trước ấy thì bọn mình cũng đã triển khai được bên trong kia rất là nhiều. Con xe con Zeco thì cũng đã hoàn thiện được đa số, là về bề mặt cũng đã tạm ổn rồi nhé. Đấy anh em ơi, đây những chi tiết này là bọn mình đã làm và dán lại toàn bộ để cho nó cứng cáp ấy, tức là khi mình cắt ra thì là hoặc là tháo đất sét ra thì nó vẫn bị rời rạc ra một chút, nó bị rời ra đấy, thì những cái chỗ mà nó còn thiếu thì mình sẽ phải bù vào làm thêm. Đúng rồi, chỗ đấy còn chưa làm được. Đây là những cái hốc này đấy, cửa này là mình đã cho cái tấm nhựa đây đấy, cái nhựa này này, cái này thì khi mình cho vào thì nó nhẹ nhá, nó không nặng lắm đấy, thì không sợ thì cái của nó sẽ bị sấm nước, nhưng mà không bị sấm vào nhiều cho nên không lo lắm. Đây những cái đường này này. Đấy thì trong ngày hôm nay thì bọn mình sẽ hoàn thiện toàn bộ những cái mà còn thiếu, ví dụ như là mặt trên và mặt trong. Đấy. Đây những chỗ này còn thiếu này, hôm qua nó tối quá rồi. Đây chỗ này còn thiếu là chưa dán đi. Đấy những cái bừng gờ này thì mình sẽ để như vậy, xong về sau mình mài sơ đi rồi mình sẽ làm bả ma tít vào nó sẽ đẹp ngay. Đấy còn quan trọng nhất bên dưới này, đối với hai cái này nó chưa nối liền với nhau này anh em xem không? Đấy nó còn rất là yếu luôn đó, thấy chưa, nó còn yếu như này là hả, nó yếu vậy thì có cần phải làm thêm màu cho nó cứng nào. Cái này không cần làm thêm, cái trống vào đấy trống nhưng mà nghĩa là phải có một cái đường thép để nối liền vào đây chứ không thì ví dụ cơ va chạm ấy, mình không thể tránh được xe, đôi khi mình muốn cho nó cẩn thận tí nhưng mà đôi khi nó vô tình ấy. Qua những chỗ này phải dán lại. Đấy, chỗ đây cần phải dán lại. Đấy, quan trọng nữa là mình phải làm hoàn thiện hết cái này, xong bắt đầu mình mới làm những cái chi tiết gọi là lưới tản nhiệt ấy. Lưới tản nhiệt thì ở đây nó cũng chiếm khá là nhiều luôn, nguyên cái khu vực này. Con xe này là lưới tản nhiệt nhiều lắm. Con này nó chạy nhiều, nó nóng. Nó chạy nhiều. Đây còn ở đây là mình đã làm bốn cái hốc này. Bốn cái hốc này ngày hôm qua thì đã khô ráo rồi nhé. Nhưng mà hôm nay mình cũng phải chỉnh đốn lại. Tuy nó khô nhưng mà chỉnh đốn lại, chứ là mình làm sao để cho nó cái độ dày vừa phải anh em. Chứ mình không có muốn cho nó cái độ dày mà chỗ to chỗ to chỗ nhỏ, tức là chỗ dày chỗ mỏng ấy, thì nó sẽ không được đẹp lắm. Thì lúc nữa mình sẽ phải sơ qua ra xong mài form lại, xong bắt đầu dán bên trong rồi này. Còn thiếu một cái. Bắt đầu mới dán lại ngược lại một chỗ. Bố 4 đi. 1 2 3 4, 4 trước kia đi. Đây là hai cái hốc bên trên này, hai hốc về hai hốc bên dưới này. Đấy. Hai cái này đều ở bên dưới. Đấy rồi còn những cái chi tiết mà cái chỗ này này. Đấy chỗ này là cái chỗ liên kết giữa hai cái phần vỏ này này. Và cái phần này là nó giằng với nhau. Nhưng hiện tại thì bây giờ bọn mình sẽ hà đính từ đây nối liền vào giữa đoạn này và từ đây vào đây thôi. Cái đoạn này sau này ví dụ mình có nhấc được cái mé bên này ra này, nhấc cái phần mé body bên này ra thì mình vẫn cứ có cái độ bám lại nhé. Ok nhé, và bắt vít tốt hơn và điều chỉnh toàn bộ cái mé trên này nữa, hai bên viền này. Đúng không? Xong những cái hốc này này, những cái hốc này là phải làm sạch chứ này, tức là làm cái đường gờ nó bằng đi. Đấy, bằng đi, bằng tịn cá lưới này đi. Và chỗ này cắt đi để sau này mình có làm cái lưới tản nhiệt ấy. Thì những cái chi tiết này thì bọn mình sẽ phải làm luôn trong ngày hôm nay cho nó được kịp thời và đẩy tiến độ để khi mà
những công việc sắp tới của bọn mình ấy, thì nó còn chiếm rất là nhiều thời gian về cái phần bề mặt này nữa đi. Bề mặt này bọn mình sẽ phải làm lại, xong rồi làm bề mặt. Trong cái video tiếp theo thì bọn mình sẽ cố gắng là hoàn thiện những chi tiết chắc nhất. Còn đây thì phần trần đây anh em xem đã, bọn mình đã làm ra mọi thứ rồi. Đấy anh em cũng đã xem qua những ngày bọn mình đã làm qua. Đấy còn những chi tiết ngay. Đấy. Đây. Đây những điểm này này. Mé ngoài là cửa. Thì không nói nhưng mà mé trong này. Mé trong này là bọn mình sẽ bắt vít nhé. Bắt vít vào những khung thép này để nối liền giữa phần thân vỏ. Và nối liền những phần thân vỏ vào khung thép. Vào khung cố định của nó đấy. Ví dụ sau này mình có tháo ra thì mình chỉ cần tháo con ốc ra là để lôi được nó ra thôi, lôi được cái thân vỏ này ra. Đấy. Còn đây này, cái đường này là bọn mình cũng chưa dán được này. Tức là cái vành bánh này, tất cả cái đường vào đây, cái vành bánh này này, thì mình muốn dán được có một cái đường gờ vào đây khoảng dày khoảng 1 phân. Nó chạy dọc nguyên vành bánh này. Đấy, nó chạy dọc nguyên vành bánh này, chạy ngược về đến đường sau này. Và đây những cái điểm này là điểm bắt vít này. Sau này thì những cái mô đun của cái phành này bắt vít thì nó ok hơn. Và điều đặc biệt là những cái cản gió đường sau và ở phần giữa thì bọn mình chưa làm được, và đường trước cũng chưa có. Thì đây là những cái mảnh mà mình đã hàn ra. Xong rồi nó làm lên là chuẩn bị là mình sẽ tiến hành cho nó một cái cản gió lên đây nhé mọi người nhé. Đấy, xong trong ngày hôm nay bọn mình sẽ phải dán hết toàn bộ bề mặt những cái này bằng nhựa. Chuyển đổi nó từ cái mảnh này sang thành nhựa đấy, nhựa composite hết, thì sau này bọn mình sẽ mới sử dụng được. Đấy thì tất cả hai bên luôn anh em ạ. Đấy, cả hai bên luôn, thì cả bên này và bên kia, xong nữa lại còn phải ở cái đoạn giữa này nữa này. Đây, ở cái đoạn này này thì bọn mình cũng chưa làm được, bởi vì đoạn này nó cũng liên quan đến toàn bộ hệ thống từ cái cửa cảng hút gió đấy thất lên. Đấy, chạy dọc cái đường này lên. Đấy, và ở cái chỗ đường trước này, vào đường trước này cũng phải có một cái như thế nhá. Đấy, tức nó có một cái lên như vậy, xong rồi nó cắm xuống này. Đấy thì những cái chi tiết này bọn mình chưa có làm được, thì trong ngày hôm nay cố gắng bọn mình làm được đến đâu làm, nhưng mà chủ yếu là hoàn thiện nốt những cái chi tiết còn lại là những cái mô đun này anh em nhá. Đấy, những cái mô đun đây này, làm tai mô đun để sau bọn mình bắt vít để nối liền vào đây. Đây nó là phần khung vỏ sắt, còn đây nó là phần khung vỏ bên ngoài này. Đấy, thì lúc đó bọn mình sẽ phải mài. Trong ngày hôm nay bọn mình làm thì chắc là công việc cũng khá là bụi đấy anh em ạ. Tuy nó bụi nhưng mà anh em cố gắng ủng hộ bọn mình để cho mình có động lực, phải không hơn? Hả? Phải ủng hộ nó có động lực được anh em ạ. Ờ, có động lực, tuy là bụi một chút nhưng mà có động lực để có làm. Có động lực à? Có người yêu? Hằng ngày có người yêu. Có người yêu chưa? À hiện tại là Hưng đang thì tắn. Đấy, toàn thanh niên làm trong công việc thôi. Đấy, bây giờ bọn mình sẽ tiến hành vào công việc nhé mọi người nhá. Ok, hãy cùng theo chân bọn mình nha.
này mình chỉ có dán cái chỗ này lại một tí là được, còn đâu là để bám ăn tít. Hôm qua chủ yếu là dán cái mặt này để nó cứng nhá mà. Nhưng mà mặt trong này kiểu mình đứng mình không dán được. Con này mình đặt về dán một lượt vòng quanh về là ok. Mình dán xong không phải mài nữa. Ừ. Mà tiếp luôn. Dán cẩn thận, chứ mình không dán gọi là ẩu để thò ra mà mình phải mài nữa. Chỗ này không luồn được vào mà mài. Béo lắm. Hai bên luôn. Cái lưới tản nhiệt chắc là nó phải nằm ở trong này rồi. Ở đây là phải cắt ra, xong rồi ghép một mảnh kín cái khu vực này, xong cái chỗ này cũng phải làm cho nó cẩn thận đi, bởi vì sau này đây nó có một cái hốc gió kiểu mang cá đấy. Thế thì cái này là cái này mình phải làm chi tiết cẩn thận mà. Thì, lúc nữa cái này rỉa hết ra nhá, hiểu không? Cái này rỉa hết ra nhá. Thế thì đám này rỉa hết. Đấy anh em, đây là mình vừa mới mài xong những cái chi tiết này, này. Đấy, đây. Thì cái này chúng mình sẽ tiến hành là vào dán những cái công đoạn này. Hưng có quắp, lấy quắp bôi vào cái thép này. Bôi ngay thép thôi nhá. Chứ không được bôi lên vỏ này, bởi vì sau này dính vỏ dính đấy. Đấy anh em ạ, con này bắt đầu là vừa mới làm xong một cái chỗ gọi là khu vực rất là bụi mù luôn. Thì con này bắt đầu là nghỉ ngơi, bắt đầu tiến hành vào cái gì nhỉ? Nạp năng lượng à? Nạp năng lượng. Anh em ạ, cái này đang nạp năng lượng. Mai để thành bóng mặt phẳng. Kể cả bục ra cũng phải mai. Đây là tôi cũng đang chứ không phải là mai có qua nó vẫn lượn sóng thì cơ em sôi mai ra không không thôi. Kể cả mai bục ra vẫn phải mai. Đấy, nó thành cái thùng này ngoằn tờ giấy được. Ngoằn thế? Chỗ nào còn thì giữ chỗ chân được thôi. Tắm em mới. Xong rồi là bên ngoài cái rau kia. Nếu như em mà muốn là nó thành cái khuôn ấy, nó phình ra ngoài ấy. Thì em dán một lần cắt tông bên ngoài để làm khuôn, dán cái mặt trong dán ra. Nguyên An chứ Nguyên. Đấy, cái giáp danh giữa cái mới và cái cũ ấy. Cháu, nó được nhất mà sao không dính thế. Thì nó không bị ra cái gờ ấy. Vậy anh bảo là phải mày kiểu thế mới. Đấy đi dán vừa một cái khoảng trống như thế nhá. Không mời mọi người ăn à. Đấy đi dán xong cái đồ, dán rộng ra. Dán rộng ra để có cái khoảng cách mình cắt đấy. Đúng không? Mời mọi người thưởng thức xôi cùng với mình đấy. Nhá. Thừa ra một vài. Mình cắt lại quá. Xôi để quay cho mọi người xem cho. Rửa ăn xôi để giữ cuộc sống luôn. Đấy anh em ạ, cơ này là bọn mình vừa mới mài xong nghỉ ngơi xong cơ này ăn xôi. Ăn xôi buổi sáng. Vừa ăn vừa bàn công việc bởi vì có những người biết mài và người chưa biết mài. Bao nhiêu tiền đấy? Bao nhiêu tiền một hộp đấy?
ba xôi có cả kiểu như là xôi 20 nó phải khác xôi xôi năm nghìn mình có trong kia nó bụi quá ra ngoài này xôi có cả đu đủ quá tên đu đủ ở đây nó nhiều loại xôi lắm đu đủ nè rồi là cà rốt nè mời anh em nhé không có nước nhỉ Nguyên này tiền nước kìa, Nguyên này Nguyên sao lại tiêu quá tay vậy? Mười cháu không tiêu quá tay. Hôm qua mua nước rồi đây. Hôm nay ăn xôi là đúng bài rồi. Còn bia không đủ đấy. Như là mà uống. Này uống bia và ông uống này. Mời mọi người ăn xôi nhá. Cái đấy phải chiều cái quá. Chưa qua. Anh nhét đủ tiền rồi, anh nhét không ăn được xôi rồi. Ăn mà uống nước rồi nhỉ, thôi. Cũng có cần đâu mà. Có phải bù không? Anh có phải bù cái nào không? Anh có phải bù không? Không. Không biết, hình như mua rồi hôm nay, đến hôm nay là phải bù rồi. Đã phải bù rồi. Cho áo bảo hộ không quá. Thế là cái quạt bên này nó lùa sang cái ba cái quạt đấy nó toàn phá ra ngoài thôi. Cho chủ á. Ừ, phòng bên đấy. Để phòng cái quạt bên hai này. Hai cái quạt bên đấy này tháo một cái ra để ngoài. Không phải. Cháu đang bảo là cái đấy phải làm thêm cái miệng nó sát vào mặt nước tí nữa. Cái quạt ở phòng này đấy. Nhìn. Cái này về đây. Hai cái quạt nó hút khí không đủ. Không đủ để cho ba cái quạt thổi vào mới lại một cái quạt to này phóng thang nữa. Không đủ à? Hai quạt bên trên không đủ nữa. Không đủ nữa. Quạt thắng nước sao nữa một phần. Cái quạt là thắng nước ấy để hai cái, để hai cái là được. Vẫn được. Mình đẩy ra ngoài cửa này, để ngoài cửa đẩy vào trong tháp đấy là được. Không nhưng mà chú lại đi ra đâu mà, một là đứng ở trong đấy thì cơ. Cái lúc mà không, cái lúc mà không dùng phòng này đấy, ba quạt ấy ok. Được. Lúc không cùng quạt thì ba phòng đấy vừa quạt phòng này này thì dùng ba quạt bên đấy để hút phòng bên đấy ba quạt đấy vừa tầm luôn hút phòng bên đấy không dùng quạt thì ba phòng đấy vừa nó support rồi chứ phải không nó hút ra mà cái gì á chỉ cần dừng máy một lúc là trong ngay à đu đủ à nó hút đi ngay ở trước không có mấy không có bọn đấy không hút được đâu cái gì mình làm nhiều cái đường dây điện thì phải thay cái dây điện khác. Dây điện này không được không nóng lắm sò kêu nóng sụp bỏng cả tay luôn cái điện nào đúng cái điện cơ này chạy nguồn cả vào cái ghé cả mấy cái xuống là phải tắt điều hòa nữa là đúng chứ em tắt mà qua phần áp mới là không tắt vừa rồi phải tắt hết đi để cho... hai lần là không cho lý do không tắt đấy phải không hả phần hai lần cầu dao ấy không tắt phải không ừ anh nên kiểm tra em bộ phải có cái biến cố gì nó nặng nó mới tắt được rồi những người phải tắt hết điện đi tắt điện cái điều hòa nó căng lắm Nguyên, tắt hết điện đọc kia. Sao phòng mình lên mấy lần thấy mát thế? Không bỏ quay lại hôm nay mát lâu thật đấy. Chạm mà nó tắt. Vừa kiểm tra rồi. Nói chung là cái này còn nhiều những cái vấn đề lỗi mình phải xử lý đó. Làm cẩn thận thôi nhá. Rồi, cứ là cứ chú nó chỉ mà. Chỉ là cứ mình phải chỉ mà. Chế chế chỉ là nó đấy là vào xe những cái đường đấy mình chưa thể ra được. Ê, chỗ này là phải chưa có bán đâu, chưa có bán thế nào này. Đám này là bán không có. Cái này thật ra là nếu như mà bình thường thì không ai nhìn thấy. Chú ạ, rồi chú cứ đi xoay quay vào phần như này. Hôm nay nếu mà lên rồi chú thấy thì hết bảo mất. Thế bảo hết bảo nhưng nó cũng đúng hợp lý luôn. Bây giờ cứ có cái đâu công ty bà thôi còn chưa kịp sản xuất ra thì thấy bà đó để mình bà đó này cả hai bên đều chưa có bà luôn thì hết bà thôi bà về đâu ra đi bà thì lấy hết đi hết bà thì phải mẫu người ta gửi về sớm thôi chứ đi qua là gì bà hai lần rồi mà vẫn hết bà đúng đấy đúng câu này đúng đấy đầu tiên ví dụ đầu tiên bà một lớp đầu tiên thì nó phải cùng ít nhiều nó phải có một vài hột vào đấy Cái vấn đề gì cả, chưa cơ quan bên khởi tố có nhiệm vụ phép nhỉ đây là bên cái gì nhỉ
viện kiểm sát giám sát đấy nhỉ, thực hiện giám sát và thi hành án. Vạch tội đi, bây giờ vấn đề là phải mình việc của em là việc vạch tội. Mà cái chỗ này dễ như thế này mà cái này không bả mà luôn. Cái gì mà cần biết hết là anh phải làm được cho các anh cũng phải chung chế không? Anh cũng phải chung chế, nhất là các anh chưa làm sếp cũng biết là đường làm sếp. Đây chúng tôi là bên chân chức không? Đây là ổn. Nói. Thôi. Ông sau này. Thôi đi. Đúng ạ. Nếu mà anh thích ngồi ghế không? Các bạn yêu ơi, lát nữa các bạn xử lý nó đó. Làm sao thì các viện kiểm sát đỡ phải thăm nhé. Năm cũ rồi cho qua. Năm cũ à? Về nếu bảo anh làm sao? Anh em cho anh em nhắc nhở vậy thôi phải không? Anh em cứ linh hoạt nhá. Linh hoạt, anh em cứ linh hoạt là được, anh em còn qua lại nhiều. Kinh nghiệm lên. Hưng Hưng này đi đóng vai kiểu vậy đấy nhỉ?
cái tu cơ. Sau khi cái nhựa này nó khô thì mình mới bắt đầu tháo cái cây này ra được. Cái cây này là cái bây giờ nó là cái định hình giữ tạm thời anh em ạ. Nếu như mà không có nó bật bật quăm ấy. Thank you.
bắt đầu mở cái bình mới nha mọi người. Cái bình này mọi người mới mua 10 triệu nhá, chuẩn luôn là 9 triệu 600 triệu 700 ấy. Cái bình như này nói chung là cái bình rất là nhanh, rất là hết. Hôm nọ mới lấy một bình hôm nay đã hết rồi. Đây bình mới này bắt đầu mở này, không đủ đâu em ạ, thoải mái đi. Đó đó, yên tâm, thấy chưa? Cái ống nào vậy? Cái xô để được nước chảy ra ngoài đó. Không qua thôi. Thôi. Xô bên trong ấy à? Hả? Đấy đem ra. Em lấy cái đầu ấy sạch đi không biết đâu kìa. Cái xô ra ngoài nữa. Cái xô để đựng nước thừa nữa mà rơi vãi, đỡ rơi lại ở nhà. Đấy rồi. Ok. Viền cái tay luôn, viền cái tôi ấy thì mình xách hẳn cái này ra ngoài mình dán cho dễ. Nhưng mà nghĩa là phải dán ở đây xong rồi để nguyên đây để giữ được cái form này, dán một ít bên ngoài cho cứng, không có đâu nhấc hẳn cái cục vật ra ngoài. Sau này mình lắp ghép. Nhưng cơ này là phải bôi gắp vào cái mặt này. Thì sau này mới tháo được. Bôi cả cái cây sắt. Hè hàn luôn mà cái dán luôn dễ mà. Mày không dán được bên trong mày đâu. Cái đấy nó lên nó sát vào mày nè. Xong nó lại không mài. Ừ, xong nó lại không mài cái này nữa cơ. Tức là nhấc hẳn cái mày ra, sau này bắt vít một bắt vít đây. Và bắt vít vào hai cái thành này. Để giữ lại cái đấy, không cái này nhấc được lên. Kể cả cái này quặp xuống đây bắt vít vào đấy cũng được nhỉ. Thì cái này sau này chắc mình. Bên kia cũng. Ok. Cái này thì chú là bắt đầu làm nốt cái
rẻ phía sau anh em ạ. Thế do Hưng nhìn làm cái vị trí này đây. Nó xe phần rè. Sau này nó làm cái kính gió phía đuôi anh em ạ. Mình đi sửa máy tính bị hỏng anh em ạ. Ba lớp rồi mà nói chung là nó như vậy lắm, nhiều nhiều bốn lớp rồi. Nó đi được hai lớp vài ký cũng được rồi. Chủ động nha. Ý là nó người ta chủ động mình nha. Chủ động hay mình chủ động kết nối gì vậy không nhỉ? Được á, được á, đạt điểm á. Giỏi dài phết đi. Còn nhiều cái phải trải nghiệm lắm. Nhà. Thôi đây này không có. Nhà ra đi á. Ừ, nhưng mà anh còn đá cô mẹ rồi.
lúc này không là bả vào là xong đấy. Mình lấy mấy thùng ấy? 5 thùng, có 5 thùng lấy 5 thùng luôn, mất không lấy. Mày dám lấy 5 thùng à? Đúng không? Để xem có chuyển được tên bố mày đi nước ngoài cơ. Thế là bây giờ để bà lấy tên con gái. Mày tính ok không? Mày tính xong rồi anh. Mày tính phải chạy lại không xong rồi. Không cần dán đâu. Không cần dán đâu ạ. Đâu nó hùng đó bà. Đây giờ ra kiểm tra đi, bà kiểm tra hết. Vâng, vâng. Đây. Đấy, hai cái hộp ấy thì làm trước đi nha, nó dây vào đấy thôi chứ còn nó không bục vết cái gì. À rồi rồi. Ăn tí này nhá. Đóng rồi. Rồi mình lấy vết này lấy nhiều luôn. Lấy nhiều luôn anh ạ. Hết rồi còn đâu con này đấy. Bà lấy ấy, cái này mình lần này lấy ra mấy lần rồi mới có đấy. Phải ra phải gần chục lần đấy. Mình lấy phát 5 hộp luôn anh em ạ. Bả ma tít các thứ. Đó, phát 5 hộp luôn. Nó được nhiều, mình nữa phải đi lấy tại vì mình bả kiểu như mình bả hai con xe đấy. Nên nó rất là nhiều luôn nên là mình phải lấy. Nhiều. Đúng rồi. Theo một phát cho anh em. Nếu còn ví dụ một con Zco 3 đó, 4 hộp như này, 4 hộp như này đấy. 5 hộp đấy anh. 5 hộp á? Ừ, 5 hộp còn một hộp. Còn một hộp ở trên tầng nữa cơ. Đây anh em ạ. Đấy hết đây luôn. Vâng. Cái hàng bây giờ nhá, nó còn bảo ba là bà ơi bây giờ là con chưa lên giá đấy chứ hàng nó cũng lên giá rồi. Thế thì tôi bảo là nếu chúng mày lấy hết là các bạn phải lấy. Cuối đầu rồi, bây giờ nó lên giá. Trước bố đẻ cho con bao nhiêu? 170 ạ. Lấy cháu 160 thôi nhá. Con lên lấy, bây giờ bà lấy cho mày y như giá cũ. 170 phải không? Ui, bọn cháu bây giờ lấy nhiều mà bà giảm giá cho bọn cháu đi. Ôi, con lên giá ra 3.000, 5.000 thùng. Cháu thấy con mã cốt đấy. Cháu thấy con mã cốt đấy. Ui, đây nhiều đồ kinh khủng đấy anh em ạ. Nhiều đồ kinh khủng đấy. Đó. Bây giờ mình sẽ vận chuyển hết cái này lên xong rồi mình đưa cây máy tính lên kia mình đi xe không về mọi người ạ. Lúc nãy là mình thấy rồi. Tính này của mình thì nó bị lỗi win đấy. Mình kiểm tra hết rồi chứ nó bị lỗi win nên phải mang đi sửa. Rất là lâu luôn. Mình tại vì máy tính nhiều file ấy. Hẳn mấy tê mà 2 3 tê cơ nên là cóp rất là lâu. Mình đi phải hơn gần 2 tiếng ấy. Đây hàng đấy. Về khai tiếp cho anh em xem. Hết mấy củ? Bao nhiêu cái tiền này em một xe ô tô? Bao tiền là bán? Anh em, mình vừa lấy 5 cái thùng ma tít này về 3.4 triệu 5 cái thùng này anh em ạ. Tại vì bọn mình làm 2 chiếc xe một phát nên là sử dụng rất là nhiều đấy. Mình sẽ phải lấy 5 thùng này một phát này mất công đi mua lấy. Thật ra 5 thùng này thì nếu như vài bữa nữa mà mình tập trung vào bả con Ford mất Mustang mất lại con Zco ấy thì cũng sẽ chỉ còn 1-2 thùng thôi. Tại vì bọn con Zco mình đã bả mất một thùng rồi, một thùng là 4 lọ anh em ạ. Mà ngày mai kia còn bả tiếp nữa. Đây chú Lợi mong bắt đầu là triển khai nốt cái cánh gió đằng sau này. Cánh gió đằng sau sẽ bắt đầu dựng cái này lên anh em. Đấy. Nhưng trước khi triển khai thì chú Lợi có tham khảo qua cái hình ảnh các thứ á. Để xem một cái tổng quan cụ thể đấy anh em ạ. Đây này. Đấy.
đây là cái lõi anh em ạ, lõi sau này mình bọc mình phủ lấy lõi để cho nó có cái độ dày đấy. Ừ, đúng rồi, thực ra cái này không sao, bên trong thì nó là xốp vật liệu này cũng sợ gì vậy? Cái này nó cũng không nặng, có ngoát hoặc là nặng quá. Ừ, nhẹ mà mình có thể là nhựa hóa được cơ, phải không? Ừ, nếu mà sấm là thì nhựa hóa, nhưng mà cái này nó không sấm mấy đâu. Ừ, nhưng thực ra là nó sẽ không bị kiểu tiêu nhũ bìa bê tông, thì nó đôi khi nếu như mình làm lại sau này nó sấm nước ấy, bìa bê tông thì nó sấm vào thành cục luôn á. Ừ, ví dụ như cái này mà kiểu mình làm ấy, xong là thời gian mình cứ để trong đấy không cần tháo ra cũng vẫn được. Ừ, vừa đảm bảo độ nhẹ nữa là gì, nếu như mà mình đắp nhựa không ấy thì nó rất dày và nặng, nhựa nó nặng hơn cái này mình em ạ. Mà mình làm hộp, ý là mình ví dụ mình có làm nó xét ấy, thì mình khi mình lấy nó xét ra lại phải lại bục mất công. Ừ, cái làm này cố định nó ở đây luôn, cho chết là luôn, cho nó cố định luôn đấy. Đấy, bắt đầu vào nhựa cho cái cánh gió ở phía đuôi anh em nhé. Này lên, cái này cứ được lên một lượt ba ma tít nó mới lắp cabo vào nữa à? Nha. Yeah. Cái này ấy, cứ làm cơ bản á, không mấy làm con tét cô. Như vậy, khớp khiếp anh cái này đủ quá như vậy. Ô vậy thì cho thấy là nếu mà con này cháu nghĩ vài bữa nữa mình làm cửa chứ các thứ đi, nghĩa là khớp cửa hay phải bả, hay là phải làm nền trước các bạn á. Như tao thì cháu nghĩ làm nền các bạn nó mới cắt cửa gì vậy? Thì thằng nhất nó đang muốn làm nền, nhưng mà như tao ấy thì nghĩ làm mình cắt được cửa ra, mình làm được bàn lề, đóng được cửa vào, con thiết luôn chung mọi thứ, bắt lúc đấy bắt đầu mình làm một phát thì chỉ còn cách cơ đấy, chỉ có đóng cửa vào là thành con, tức là làm cả khóa vào cùng mọi thứ đấy. Đấy cũng được, có khi là vài bữa nữa là làm thời gian nó lâu, nhưng mà cháu nghĩ là nếu như mà là nếu như bà lại dồn cho anh em kia vào làm nền đi thì mình lại chuyển sang Zco nhỉ. Khung ấy, nghĩa là sau này nếu mình làm được vậy thì sau này mình có cắt ra chăng nữa, cứ chỉnh sửa chăng nữa thì nó cũng không bị phọt lệch con nữa. Vâng, bàn lề không phải lo nữa, bởi vì bàn lề nó chuẩn rồi. Đúng rồi, mình nhiều mấy lần trước là phải chỉnh đấy. Ừ, ví dụ nền chuẩn rồi nhưng mà bàn lề không chuẩn là phải chỉnh lại bàn lề để nó khớp vào với lại mặt, các mặt thẳng nó gì. Ý mình muốn làm trước được không sao đâu, quy trình làm sao mới hợp lý là làm thôi, đâu nào cũng là câu chuyện mà, mỗi một câu chuyện mình kể theo cách của mình mà. Còn nếu mà làm nền thì cũng được, nên để đấy tiết độ như thế thì vẫn được, nhưng mà để chuẩn con bài thì thật ra ấy, cái này mà nếu mà cứ tập trung làm cái này thì mấy anh em mà cứ xử lý nền cơ bản đi, chứ thật ra bộ đầu cứ phải chờ làm trong khung mới làm nền thì cũng không được, tại vì nhiều anh em không thể làm khung được đúng không? Thì bộ này cứ bạn làm những cái góc cạnh mà cũng quan trọng, những cái điều hốc gió cái thứ mà không cần phải chờ làm khung này đúng không, những vị trí nào không cần phải gì thì làm đi, ví dụ viền kính cái thứ làm gọn gàng lại đi, làm chú nhiều con này để làm cẩn thận thì nhiều rồi, nhiều mà đúng không ạ. Trời tối rồi anh em ạ, và bây giờ thì bọn mình đang dọn dẹp nhà cửa cũng như là vệ sinh xe pháo, tại vì bọn mình hôm nay làm việc mấy lâu không dọn dẹp vệ sinh ấy. À, bây giờ dọn dẹp nhà cửa, rửa giấy nhà cửa đi anh em nhé. Cho vào cái chậu ấy nhé. Đấy. Này chú lại về nhé. À chú lại cái tóc mới nhét đi cái tóc rồi. Đấy, mấy anh em mình rửa xe rồi nhà. Đấy. Nếu là cuối tuần rồi. Ferrari đẹp chưa? Mình thật sự luôn là cứ nhìn cái con Ferrari là mình lại thích thích em ạ. Nhìn mặt chính diện của nó ấy, cứ đổ thích kiểu gì ấy. Wow, đẹp vãi. Wow. Mình thích con Ferrari này quá cơ. Đây. Mình thì đang xử lý mấy cái ốc ác ở cái máy cho anh em xem luôn bên nhà. Đây là cái gara mình bỏ vào buổi tối này, đẹp chưa anh em? It's beautiful. Nó đây ở bên cạnh đây.
Wow, anh em đi dụng. Wow. Phê không anh em? Em thấy phê không? Mình thấy phê lắm ấy. Tuyệt vời. Amazing. Đấy, hiện tại là chỗ mình làm buổi tối rồi đấy. Mọi người nhìn thấy chưa? Trời hôm nay rất là oai bức nên là kiểu trời hồng hồng với sáng này. Đấy, buổi tối đẹp chưa anh em ơi? Ok nhá. Gara đầu tiên của mình đây, gara mới của mình năm vừa trước này. Đấy, hai cái, hai bên kia thì để trưng bày, bên này thì làm sản xuất. Ok không anh em? Bây giờ thì thời lượng video cũng dài rồi đấy. Nhưng mà mình vẫn muốn cho anh em xem một tí nữa. Con xe đẹp chưa? Này đẹp thật đấy. Ok anh em nhé, chia sẻ với anh em một tí cái không khí, cái hành trình làm việc trong ngày của bọn mình gửi đến mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video này của chú cháu của mình. Các bạn có ý kiến nào thì để lại trên phần bình luận của mình nhá. Đừng quên là đăng ký kênh để chờ đợi những cái sản phẩm tiếp theo của mình. Các bạn anh em.